Theo Bộ Y tế, trong 6 giờ qua, từ 12 giờ đến 18 giờ, cả nước có 174 ca mắc mới, bệnh nhân 6.397 đến 6.570. Trong đó, một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long và 173 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 123 ca, thành phố Hồ Chí Minh 25 ca, Bắc Ninh 20 ca, Hà Nội 3 ca, Lạng Sơn 2 ca, với 174 bệnh nhân mới. Số mắc COVID-19 cả nước tính từ đầu mùa dịch là 6.570 bệnh nhân, trong đó có 5.077 ca ghi nhận trong nước và 1.493 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.507 ca tại 31 tỉnh, thành. Trưa cùng ngày, tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bệnh nhân 3.026, nữ, 22 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tử vong vào tối ngày 27 tháng 5. Đây là bệnh nhân thứ 47 tử vong vì COVID-19 từ đầu mùa dịch tại nước ta và là ca thứ 12 trong đợt dịch thứ 4 này tính từ ngày 27 tháng 4. Số ca được điều trị khỏi hiện nay là 2.896 ca.